Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thêm nay, giá vàng trên thị trường thế giới tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,52%, hiện tại đang đứng quanh mức 1.746,9 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.736,91 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.748,31 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ lại quay đầu giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 0,39%, hiện tại đang đứng quanh mức 107,354 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,44%, giao dịch ở mức 15.697 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,94%, hiện tại chỉ còn đứng ở mức 3,797% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng trong xu hướng giảm nhẹ, giao dịch ở mức 80,203 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay ngày 22 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Nhờ đồng đô la Mỹ suy yếu đi và nhà đầu tư tập trung vào biên bản cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed để tìm manh mối về các đợt tăng lãi suất trong tương lai. Cụ thể, kim loại quý này đã phục hồi một phần mức giảm từ phiên giao dịch trước đó khi mà các nhà đầu tư ưa thích sự an toàn của đồng đô la Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các biện pháp kiềm chế dịch COVID-19. Đến thời điểm chiều tối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, đà tăng của đồng đô la Mỹ trước lại thậm chí quay đầu giảm khá mạnh, qua đó giúp vàng rẻ hơn đối với những người mua ở nước ngoài. Với biên bản cuộc họp của Fed sẽ được công bố vào lúc 19 giờ, hầu hết các nhà giao dịch đặt cược vào việc Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 và khả năng tăng 75 điểm cơ bản đã giảm xuống chỉ còn 19% sau những bình luận gần đây của các quan chức Fed. Ông Stephen Innis, đối tác cấp cao của công ty quản lý tài sản SPI Asset Management cho hay, với việc nhà đầu tư không mong đợi bất kỳ thông tin quan trọng mới nào, mối đe dọa từ biên bản cuộc họp lần này là Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC có thể đưa ra câu chuyện xoay trục trong một vỏ bọc diều hâu. Điều đó sẽ loại bỏ bất kỳ cơ hội nào cho việc Fed thay đổi quan điểm chính sách từ thắt chặt sang nới lỏng. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, thị trường vẫn tin vào triển vọng lạm phát ôn hòa hơn, từ đó hỗ trợ cho các nhà đầu tư vàng đặt cược vào khả năng suy thoái kinh tế trong nửa đầu năm 2023. Và rồi Fed sẽ phải cắt giảm lãi suất. Theo chuyên gia Innis cho biết, yếu tố duy nhất có thể khiến vàng quay trở lại dưới mức 1.700 đô la Mỹ trên một ounce chính là chỉ số giá tiêu dùng, hay còn gọi là CPI của Mỹ, bất ngờ tăng trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Bán vàng cưới đem tiền đi đầu tư rồi mất trắng. Quỳnh Nguyễn, 32 tuổi, đã kết hôn 7 năm. Cô chia sẻ rằng, 2 năm đầu sau khi cưới, vợ chồng cô vẫn giữ vàng và không để ý đến nó. Song đợt đó giá vàng không tăng, để vàng ở nhà khiến cô cảm thấy không yên tâm và an toàn. Do vậy, gia đình cô quyết định bán lấy tiền mặt gửi ngân hàng để có lãi suất tiết kiệm. Thời điểm đó, mình nghĩ đây là một quyết định đúng đắn vì lãi suất lúc đó khá cao. Nhưng sau vài năm, giá vàng tăng mạnh, mình thấy rất hối hận. Chưa kể đến sau này, mình rút ngân hàng dùng toàn số tiền đó để đầu tư vào tài sản rủi ro, rồi mất trắng. Từ sau kinh nghiệm của bản thân, Quỳnh Nguyễn cho rằng vàng cưới nếu không có việc gì gấp gáp thì không nên dùng đến, giữ sau này có thể cho con cháu. Bên cạnh đó, dù trong ngắn hạn vàng không thể tăng giá nhanh, đưa lợi nhuận cao nhưng khá bền vững nếu xét về khía cạnh dài hạn. Khi mà đầu tư cũng nên cẩn thận trước các tài sản rủi ro. Không nên giống như mình, chưa nghiên cứu kỹ đã tất tay dẫn đến mất trắng, Quỳnh Nguyễn chia sẻ như vậy. Vậy thì có nên mua vàng tích trữ dài hạn hay không? Vàng là hàng rào bảo vệ trước sự biến động của nền kinh tế. Do vậy mà từ xa xưa, người Việt đã có truyền thống mua vàng để tích trữ, vì đây là tài sản thường giữ giá trị tốt hơn nhiều loại tài sản khác. Vàng có thể là công cụ ngừa lạm phát khi mà sức mua của hàng hóa và dịch vụ giảm. Tuy nhiên, để mua vàng theo dạng đầu tư thì khá khó khăn vì cần phải nắm bắt được chu kỳ lên xuống của thị trường. Vì vậy, với người trẻ thu nhập chưa thật sự cao thì mua vàng tích lũy được xem như cách tiết kiệm đơn giản và an toàn. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đến thời điểm này, giá vàng miếng SJC trong nước thì đa số các hệ thống kinh doanh là còn trong xu hướng giảm. Còn với vàng nhẫn một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì hầu như là cũng không có nhiều thay đổi về giá.
Chỉ riêng nhẫn tròn trơn của vàng dòng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu là điều chỉnh tăng trở lại quý vị và các bạn nhé. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.650.000, bán ra 6.752.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.640.000, bán ra 6.730.000, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra với Doji Hồ Chí Minh, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với Doji Hà Nội. Phú Quý SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.730.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.640.000, bán ra 6.725.000, giảm 12.000 ở chiều mua, giảm 13.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.700.000, giảm 10.000 ở chiều mua, 20.000 ở chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.720.000. Ngân hàng Tây Banh Gôn mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Việt Tiên Banh mua vào 6.650.000, bán ra 6.752.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Đến thời điểm cuối ngày hôm nay thì cũng không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra thời điểm này đang dao động trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.650.000, bán ra 6.752.000. SJC Huế mua vào 6.647.000, bán ra 6.753.000. SJC Bình Phước mua vào 6.648.000, bán ra 6.752.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.652.000, bán ra 6.755.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.650.000, bán ra 6.752.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.648.000, bán ra 6.752.000. Cuối cùng là giá nhất một số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.300.000, bán ra 5.400.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.300.000, bán ra 5.410.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.280.000, bán ra 5.360.000. Vàng 24K mua vào 5.176,9.000, bán ra 5.306,9.000. Vàng 18K mua vào 3.835,4.000, bán ra 4.035,4.000. Vàng 14K mua vào 2.940,2.000, bán ra 3.140,2.000. Vàng 10K mua vào 2.050,3.000, bán ra 2.250,3.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.